đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Và thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đương nối đường dây từ Việt Nam Vũng Tàu với chị Bùi Thị Minh Hằng. Xin chào chị Bùi Thị Minh Hằng, tôi là Dương Phục. Tại thành phố. Tôi Bùi Thị Minh Hằng xin kính chào quý đài và toàn thể khán thính giả đang nghe đài ạ. Vâng, cảm ơn chị đã nhận lời trong một cái buổi hội thoại ngày hôm nay, bởi vì là gần như là khắp nơi cộng đồng đã nhận được cái thơ kêu cứu khẩn cấp mà của chị gửi cho những người mà chị nói là các lưu tâm trên toàn thế giới. Thưa chị có thể cho khán giả chúng tôi đương nghe đài đó cái nội dung tại sao chị lại phải gửi thơ cấp cứu, đó là nội dung cái thơ như thế nào? Dạ, thưa anh Dương Phục và thưa toàn thể quý khán thính giả đang nghe đài. Tức là từ như là mọi người đã biết đó, thì từ tháng 11 năm 2011 thì nhà cầm quyền ấy đã bắt cóc tôi từ Sài Gòn đưa ra Hà Nội và giam giữ trái phép trong 5 tháng trời. Đó, thì với cái sức đấu tranh của toàn thể đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại cùng với cả dư luận quốc tế đó, thì nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải trả tự do cho tôi vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà họ đăng báo chí và những cái phương tiện thông tin đại chúng của họ là họ trả tôi ra là lý do khoan hồng. Đó, thì và họ, nhưng mà ngược lại thì họ lại đưa tôi trở về nhà trong một cái hoàn cảnh mà phải nói ai cũng nhìn thấy, đấy là một cái sự trả thù táng tận. Đó, họ đã xích chân xích tay tôi và cầm tay tôi trên cả cái đoạn đường 2000 cây số. Đó, và trở về Vũng Tàu thì ngay lúc đó bản thân tôi cũng đã biết trước một cái điều rằng là vì cái sức ép đấu tranh, vì cái tính chất bưng bít sự việc thì họ buộc lòng phải thả tôi ra. Đấy, để mà cho nhân dân nghĩa biết, mới chỉ nghe thế là tôi được thả thôi. Nhưng thực chất là tôi biết là sẽ có một cái chiến dịch trả thù rất ghê gớm. Thì kể từ lúc đó đổ đi đó, thì cuộc sống của tôi là hoàn toàn là ở trong một cái vòng kiểm tỏa. Đó, trong những cái ngày vừa qua thì tôi có đi chữa bệnh ở Sài Gòn và giải quyết những cái công việc riêng mà nó bị ách tắc lại sau những cái quá trình họ bắt tôi ở tù và trái phép. Thì khi tôi lên đến Sài Gòn đó, tôi đã cảm thấy là nó rất là có những cái rất là nặng nề trong cái cuộc sống rồi. Bởi vì sau 5 tháng mà đi tù ăn sai thì biết bao nhiêu những cái mà hậu quả là nó đổ lên gia đình tôi. Con trai tôi thì phải bỏ học. Đó. Và tất cả những cái công việc làm ăn thế và đã gây ra thiệt hại cho tôi rất là nhiều. Thế thì vừa rồi tôi đi lên Sài Gòn để vừa đi chữa bệnh và lo những cái công việc gia đình. Thì vào lúc 5 giờ 49 phút ngày 1 tháng 7, họ đã theo dõi mai phục đấy và tổ chức bắt cóc tôi ở giữa đường, trên cái đường tôi đi ra ga Sài Gòn để đón một cái cháu con của người bạn đi vào thi đại học. Đó, thế thì tôi không hiểu nổi rằng là tôi đã làm một cái điều gì mà để khiến cho cái chính quyền họ phải làm cái điều như thế. Tôi rất là ngạc nhiên. Thì tôi đã phản ứng là họ khi mà đưa tôi vào cái công an quận 3 đó, thì có một cái tên bắt tôi mà sau đó là đưa cái thẻ ngành cho Trí Đức xem là Đoàn Văn Phúc. Thì lúc đầu nó họ bắt tôi thì tôi nghĩ đấy là cướp, là bởi vì họ hoàn toàn hành động nó như là một cái băng cướp cạn ở ngoài đường. Và họ hoàn toàn họ mặc thường phục, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là bị cướp. Nhưng mà về sau khi họ đưa tôi vào công an thì chúng tôi biết rằng là họ là an ninh đấy của chính quyền. Thì tôi chất vấn họ là vấn đề tại sao họ lại bắt tôi. Thì họ nói rằng là họ tình nghi, có người báo rằng tôi mang chất ma túy. Thế thì ngay lập tức tôi đã hiểu, tôi hiểu ra một điều rằng cái kịch bản mà bắt cái luật sư Cú Huy Hà Vũ bằng hai cái bao cao su đó, thì bây giờ nó cũng biến tướng một chút. Đối với tôi là đổi cho tôi có ma túy. Nhưng mà thực chất là họ không, tôi trên người tôi lúc đó hoàn toàn không có ma túy. Cho nên là tôi đã yêu cầu họ là phải làm đúng pháp luật, là kiểm tra nếu như tôi, nhưng mà nó không có, là tôi không có, không thể có cái cớ gì để bây giờ họ thích bắt người là họ dựng ra một cái cớ như thế cả. Thì sau đó cái tay Đoàn Văn Phúc này, cái tên Đoàn Văn Phúc này là nó cứ áp sát vào người tôi, xô đẩy tôi. Thế nhưng mà may cho tôi ngày hôm đó là tôi chỉ mặc một cái bộ quần áo bà ba, trên người không có túi, cho nên là hắn đã không thực hiện được cái hành vi mà thả ma túy vào tôi để mà kết tội, để mà tạo dựng, ngụy tạo một cái chứng cứ. Thì sau đó là bọn hắn yêu cầu là phải về lại cái khách sạn để mà cho nó xếp phòng. Thì tôi biết một điều rằng là chắc chắn mà về khách sạn thì nó có nhiều cái nguy cơ để mà nó ném vào và nó lu loa lên, cho nên tôi cương quyết là không về. Thì sau đó độ khoảng 5-10 phút
thì họ gọi một cái xe biển số 72 là biển số của Vũng Tàu, là cái nơi tôi ở, thì họ tiến vào ngay cái công an quận 3, và điều đó là cũng khẳng định cho tôi biết là đây là một cái chiến dịch họ bao vây và bắt cóc tôi, hoàn toàn có chủ ý từ trước đó. Vì là ở Vũng Tàu lên là phải 120 cây số thì không có lý nào mà cuộc điện thoại sau 5 phút mà họ xuất hiện cả, mà lúc đó mới chỉ là trên năm giờ sáng thôi. Thế thì từ cái chỗ đó, sau đó tôi chở họ, đưa tôi lên cái xe của Vũng Tàu và cưỡng bức tôi trở về Vũng Tàu, không cho tôi thực hiện cái hành vi mà đón người thân của tôi ở tại ga. Mặc dù tôi đã yêu cầu họ, tức là phải cho tôi ra ga để đón người nhà, còn họ muốn đi theo tôi hay như thế nào đó thì họ cứ đi. Thế nhưng họ đã không chấp nhận điều đó. Thì những cái điều đó cho thấy tất cả đồng bào nhìn vào đều thấy rằng hiện nay cuộc sống của tôi đó đã bị coi như là một cái đám chính quyền vô pháp vô luân là rình mò từng giờ và phá rối. Họ không cho tôi thực hiện những cái việc mà ở trong cuộc sống của tôi mà không có một cái vấn đề gì mà được pháp luật cho phép họ làm như thế cả. Thì sau đó tiếp tục họ thể hiện cái mưu đồ của họ là họ đẩy tôi lên cái xe của Vũng Tàu với năm người áp tải tôi về Vũng Tàu. Đó. Và khi tôi về Vũng Tàu thì cái nhóm an ninh Sài Gòn đã quay trở lại khách sạn để thực hiện cái hành vi đơn phương lục soát đồ đạc của tôi. Đấy. Khi mà tôi thấy họ gọi điện cho nhau, họ nói rằng yêu cầu niêm phong máy tính của tôi với đồ đạc của tôi đó, thì tôi đã biết là họ đã lục soát vào phòng của tôi rồi. Và điều này tôi cũng cực lực phản đối, bởi vì không có một cái vụ án nào mà được phép tự dưng đến nhà phá cửa ra hoặc là khống chế khách sạn yêu cầu mở cửa ra để họ vào lục soát khi mà không có cái chủ nhân ở đó. Đó, và cái vấn đề này họ đã vi phạm một cách trắng trợn cái quyền cư trú của con người. Thì sau đó là tôi biết là họ đã muốn thực hiện cái âm mưu tới cùng để mà ám hại tôi bằng cách là sẽ bỏ những cái hàng quốc cấm vào đồ dùng của tôi hoặc là cơ thể tôi. Nhưng cơ thể tôi thì họ đã không bỏ được. Đấy, thì sau đó họ quyết tâm thực hiện cái hành vi kia. Cho nên tôi cực lực lên án và tôi thông báo đi tất cả mọi nơi. Sau đó tôi nhờ người thân là đến khách sạn để yêu cầu trả lại những cái đồ dùng của tôi. Thì khách sạn có nói với tôi và tôi cũng có ghi âm được cuộc nói chuyện này. Tức là khách sạn họ nói rằng là bởi vì họ bị làm phiền. Cho nên là họ đã phải buộc lòng là giữ niêm phong đồ của tôi lại. Thế nhưng mà tôi cũng đã phản ứng và nói cho là chủ khách sạn biết. Tôi rất thông cảm với họ là cái hoàn cảnh họ kinh doanh trong một cái chính quyền như thế này, vô pháp vô luân như thế này. Nhưng ngược lại họ không được quyền là tiếp tay làm cái điều đó đối với tôi. Và nếu như bây giờ trong đồ đạc của tôi có một cái vấn đề gì thì cái điều đó tôi hoàn toàn không chấp nhận. Thế thì sau đó ấy, thì anh chủ khách sạn anh cũng có nói cho tôi biết là bây giờ đích danh chị phải lên. Và có an ninh họ yêu cầu là chị phải lên trực tiếp và họ sẽ đến mở niêm phong. Thì cái điều này tôi đã thấy trước một cái mối an nguy cho tôi. Đó, tôi không có sợ cái chuyện mà họ bỏ tù, bởi vì họ đã từng bỏ tù oan sai tôi. Tôi đã từng phải sống trong tù, đó, với tất cả những cái sự mà hành hạ về thể xác cũng như là cái sự đầy đọa về tinh thần của họ đối với tôi trong 5 tháng. Nhưng mà bản thân tôi á, tôi không bao giờ chấp nhận một cái điều là một cái chính quyền họ lại có thể ngược ngạo đối xử với người dân mà bất chấp pháp luật như thế. Thế cho nên chính cái điều đó tôi đã biết trước trong những ngày sắp tới đây họ sẽ thi hành những cái mặt quỷ kế của họ bằng mọi cách. Cho nên đấy là cái điều mà tôi bắt buộc phải có những cái động thái phản ứng quyết liệt hơn đối với họ. Là một là tôi kêu cứu để mà đồng bào phải ngay lập tức cùng tôi chứng kiến cái sự thể họ sẽ tiếp tục làm những trò gì đối với tôi. Đó, bởi vì không cho một cái quyền mà họ có thể đối xử man dợ như thế đối với đồng bào của họ. Hai nữa là nếu như sống trong một cái đất nước không có pháp quyền mà bây giờ chúng tôi phải chịu những cái sự gọi là chèn ép áp bức đến tận cùng của một cái bộ phận trong chính quyền, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng với cái câu nói đấy là thà là chết là sống mà khi đã chết còn hơn là chết khi mà mình đang còn sống. Vì thế là tôi đã viết bức thư đó để nói lên tất cả cái tâm tư nguyện vọng của tôi ạ. Vâng, rất là cảm ơn những cái lời tâm huyết của chị buổi tìm